ra một ngày thâm lạnh quá các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, đất ơi, nổ cái nhà luôn rồi, xin lỗi. Có chuyện gì vậy? Hôm nay tao vừa tìm được một cái tấm bản đồ có chứa kho báu nè. Nhưng mà cái này làm gì, có phải là đồ tiền không vậy? Tất nhiên là thiệt rồi, tại vì tao kiếm nó được trong một cái hộp rất là cũ kỹ. Hình như trong thùng rác thì phải. Có gì hết, nói chung là nói là thật đó, tin tao đi. Trời ơi, cái tụi này nó khùng lắm rồi. Tao không đi, tao không đi đâu. Tao không đi đâu. Không đâu, phải đi, hả là đi. Sao kìa lại. Trời ơi, nó kéo tôi đi, trời ơi. Tao ra, ôi trời ơi, nó kéo mình chưa xuống đất, mình chưa. Cái mặt mình nó xe, trời ơi, cái mặt của tôi. Ôi trời ơi, tao đâu, tao. Tao có người gì, tao có người gì. Trời ơi, dừng ra. Mở ra coi, mở ra coi. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì? Mở ra coi, coi con bảo nè, cái gì nè? Cái này là cái gì vậy? Sao lại là một cái mê cung bé xíu vậy? Không mày... hiểu luôn. Tao nói mày rồi mà. Trời ơi, vậy thôi đi về tụi bay ơi, vậy không phải rồi. Đi về, đi về. Đi về. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ôi sao mình đang ở đâu vậy? Hình như đây là một cái mê cung nhưng mà sao chỉ có hai tụi mình vậy? Không biết nữa. Ôi, một cái mê cung á? Hay có lẽ là mình bị kẹt trong cái mê cung. Mà hồi nãy hình như tôi nhớ là nó có một cái tên gì ta? Gà tên nó bán bán đó các bạn ơi. Vậy là mình đã bị kẹt trong một cái mê cung gà tên nó bán bán á. Ủa nhưng mà hai người kia đâu mất tiêu rồi? Chẳng lẽ mình phải tìm mà. Ui bây giờ đường nào bây giờ đường nào đây? Không biết hai người kia ở đâu nữa các bạn ơi. Đừng có đi mày mãi mày ơi. Ơi, tao giận mày rồi. Trời ơi, cái mê cung gì mà nguy hiểm quá vậy? Vậy mình nên đi đường khác coi các bạn ơi. Trời ơi, đường khác đi. Đường này có cái gì màu xanh nè các bạn ơi. Đi tới. Có khi nào, có khi nào. Ủa, ủa kia vậy? Ôi, tao gà sao đằng kia có con chim bồ câu nó đang quay lưng vậy? Ôi giời, sao có tiếng nhạc gì vậy? Ôi, tôi biết cái nhạc này là nhạc gì rồi. Cái này là chơi trò chơi con vật, mình phải đứng yên nè các bạn ơi. Trời ơi, đợi chị nào quay lại, chị nào quay đi vậy? Ủa, nó quay ra kìa. Ôi, đừng quay lại, đừng quay lại. Wow, đứng yên. Trời ơi, sợ quá các bạn ơi. Ủa, quay lại, ôi trời ơi, đứng yên nha tao gà, đừng có làm vậy. Ủa sao có con chuột kia kìa. Ôi trời ơi, con chuột nó đang di chuyển kìa các bạn ơi. Trời, mày đứng yên đi, không tôi là con chấp bôi chấp các bạn ơi. Ôi đứng yên vậy. Chết con chuột luôn rồi. Mày nó làm nhắm con chuột đâu thấy tao. Ôi chuyện nào nó quay lại. Kì quá. Bên nào nó ta, bên nào ta, bên nào ta. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa, vậy mình nhảy qua bên này là con kia nó không nhảy qua được. Ủa, có cái gì nữa nè. Trên rồi nó tới. Con gái nè. Mày này to. Bông vô cái đầu luôn, tạm biệt. À, được rồi, bây giờ đi tiếp coi cái phòng xanh này là cái gì á. Ai ui. Trời ơi, sao tụi này toàn con chuột ghê quá thôi. Cố gắng ra khỏi đây, đi ra về cả vậy. Sao tự nhiên nó khóa rồi. Ủa, con chuột này có gì khóa vậy nè Huy ơi. Ủa, con chuột kìa. Tao ghê, nhanh kìa. Con này nè kìa. Chỗ nào phải lấy cái chìa khóa, con tôi nó tới nó ăn kích mình. Lại lên, con chuột lại. Bây giờ làm sao đây con chuột. Mấy con chuột này nó cứ lụm hoài bây giờ. Con gà nó xuống đâu vậy? Chỗ này. Có cái gì nè? Xuống cái cây. Quá. Quay đi. Ông đâu có biết đâu trời ơi. Nhưng mà không vậy? Sao đây có ba cánh cửa vậy? Trời ơi bây giờ nên đi cái cửa nào ta? Cửa này đi Huy ơi, mở ra nè. Trời ơi, tao nói mày gọi từ tôi. Trời ơi, chọn cái cửa thứ nhất là bị cháy rồi kìa. Bây giờ cái cửa thứ hai á, trời tao cũng không tin tưởng lắm. Ở đừng gọi, mày đứng qua bên mép bên kia đi, tao đứng bên này. Xong rồi cả hai mở cửa nè, chuẩn bị mở cửa xong mình né nha. 1, 2, 3. Tao nói mày rồi, trời ơi. Đâu lại. Thôi vậy chỉ còn cửa thứ ba các bạn. Đúng rồi nè, đi thôi các bạn ơi, let's go. Cuối cùng cũng lên được rồi, bây giờ mình phải tìm đường thoát nữa. Trời ơi, vẫn lại là cái mê cung này nữa. Bên này. Ủa đâu rồi ta, không có được. Ôi, tao đây, ở đây có vàng nè.
Ui giờ ăn tôi các bạn. Ủa tôi thấy gì vậy? Nhanh chóng chơi. Trời ơi. Đánh đánh đánh. Mày mày đẩy đẩy ra đây các bạn ơi. Tô gà có sao vậy cha? Tao bẹp gì rồi. Trời đẩy mày đẩy mày ra cỡ tô gà. Trời ơi bây giờ nó bẹp gì luôn rồi. Phòng lên đi. Phòng phòng lên. Đá 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 vào cái đầu mày nè. Trời ơi, thôi được rồi, đi tiếp đi tiếp. Trời ơi, vậy cái đó cũng là một cái bẫy các bạn ơi. Mình không nên tin mấy cái này các bạn. Không nên không bao giờ tin luôn. Ủa bây giờ mình nên đi đường nào nữa ta? Ok vậy. Ôi giặt cái tao ra kìa. Ê, hello. Con bắt mèo mà. Ủa vậy, chạy đi. Ủa kìa vậy. Ủa kìa vậy, kìa vậy. Chạy đi. Ủa kìa vậy, sao có một cái dòng tay vậy. Ê, ôi, con bắt mèo. Nhảy qua, nhảy qua. Qua đi mọi người. Nhảy qua. Trời ơi, qua đi giặt đi mèo ơi. Có lên. Qua đi rồi, qua đi rồi. Anh em qua đi. Đừng rồi. Nó đang chạy qua kìa. Gần tâm giặt nè. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đã thoát khỏi con ban ban được các bạn. Hồi nãy mình gặp con Jumbo Jones nè, con Náp Náp, giờ là con ban ban các bạn ơi. Chúng ta nên đi tiếp qua chỗ này, đáng sợ quá. Đi nào ta, đi nào ta. Ồ, mê cung này khó có, không biết đường nào luôn á. Ôi, okay, em mọi người có cái rương gì vậy? Trời ơi, đã nói rồi mà đừng có đụng vô. Trời ơi, mấy cái đồ trong đây nguy hiểm lắm các bạn, không nên đụng, không nên đụng. Ủa, có gì vậy? Cái gì mà hàng rào nó bị có bị điện vậy các bạn ơi? Ủa, kìa. Stinger Flynn là con bạch tuộc cá này nè các bạn ơi. Ôi tôi đi, tôi là Silo Slime. Ôi là con ống sên nè, con Silo Slime gì nè các bạn ơi. Ôi tôi là cảnh sát trưởng Sirip nè. Giúp tôi đi, tôi sẽ giúp mấy người qua cái cánh cổng đó. Trời ơi, giúp ơi. Nên giúp ai bây giờ, nên giúp ai bây giờ. Ai cũng có thể giúp mình được đó các bạn ơi bây giờ. Ủa con mã gì nữa nè. Ủa đúng rồi, tôi nghĩ là tụi mình nên cứu gọi là cảnh sát trưởng này. Cảnh sát trưởng là sẽ biết mật khẩu đi vô cái cánh cổng này á. Ủa nhưng mà tôi nghĩ cảnh sát trưởng là chắc gì cũng biết á. Ok ok, hợp lý á. Ui, dạ, tôi phải lấy cái này, tôi cứu á. Xin lỗi ơi, người tôi mới cứu cảnh sát trưởng rồi, cảnh sát trưởng rồi, qua đi. Hãy cha. Nó tạo ra một cái đường rồi. Cảm ơn người, cảm ơn người. Kìa, sao hai người kia đang xuống dưới rồi. Trời ơi, đợi luôn rồi. Thôi được rồi, để tao giúp người giải mã mật mã để mở cái cổng này ra cho. Được coi, để tao xem coi. Mở khóa nè, mở khóa nè. Mở đi. Được rồi, các bạn ơi, nó mở khóa rồi kìa. Và bây giờ mở cửa đi, mở cửa đi. Được rồi, cảm ơn ông nha, cảm ơn ông nha. Thôi được rồi, đi vô. Ôi, ok vậy. Ôi, sao mình đang ở đâu mà chỗ gì mà đen tui á. Ủa, cái rương gì nè. Ủa, mình có cái súng gì nè các bạn ơi. Ủa, mà cái súng này làm được cái gì vậy? Ủa, nó bắn ra cái gì vậy? Ủa, sao nó bắn ra? Xem đường sao? Ủa, nó... cái kiểu mà dò đường á các bạn ơi. Wow. Ôi, rồi. Làm sao đi lên kia ta? Ôi, là mình phải tìm được á. Có cái bỏ lông đây nè anh em ơi. Đây, đi nè. Dò ra đường nè các bạn ơi. Đúng rồi, coi, lên. Ở đây cái nữa. Ủa, sao rồi, nhảy vô cái slam này hả? Ủa, nhảy vô vậy? Bên này. Lên rồi, được rồi, chị Mèo ơi, lên đi chị Mèo ơi. Chị Mèo lên đây. Trời ơi, để soi đường cái coi, để soi đường. Ồ, bên đây nè, nhảy qua bên đây nè em ơi. Lên đây, xong rồi mình nhảy. Ồ, coi chừng có mấy cái lửa hải kìa. Ồ, cẩn thận nha, để tao bắn thêm đường nè. Nhảy qua cái này nè các bạn ơi. Được rồi, có đường nè. Ồ, cẩn thận nè, nhảy qua nè. Ồ, cái đường mình nè. Ồ, cái đường mình là ngay nè, chuẩn bị nhảy qua. Ok, lên nè và nhảy vô. Ra ngoài rồi các bạn ơi. Ủa kìa, cổng thoáng kìa. Vậy là chúng ta được giải tán rồi, đi thôi em ơi. Tại gì vậy? Sao quá trời con quái vật nước chặn cửa vậy? Ôi không. Trời, kìa được cái chơi đi em ơi. Chết tôi rồi, chạy đường nào đây. Trời, tôi nói đang dí bên kia. Đường nào. Chết rồi, sao có một cái hố này vậy? Chết rồi, chỉ còn cái hố này thôi. Ôi, chết tôi rồi. Tôi đâu tao nhảy xuống. Trời ơi, may quá nhảy xuống rồi. Mong là tụi nó không làm gì mình các bạn ơi. Ôi, sao mình được chết vậy? Ủa? Ủa là sao? Là sao? Cái gì vậy? Con mèo quỷ kia. Mày là con, mày là con. Tao gà mày. Tao sợ mày. Ôi, nó cầm cái dao, nó bỏ. Tao gà gà quá các bạn ơi. Nó đổi mục tiêu rồi, Mày nó đổi mục tiêu thành chị mèo rồi. Ôi, chị mèo ơi, coi chân. Để em, mày. Ây cha, mày nè, con nghe mày cầm dao, mày dám sợ bạn của tao chết đi con ấy cha. Sao vậy? Ủa nhìn bóng góc kìa, có cà rốt kìa, tiêu diệt cà rốt đi. Không lẽ là chỗ mấy cái miếng cà rốt đó sao? Tiêu diệt nó đi.
lại 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 mày 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 nè mày à dạ cứu 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 tụi bay ơi cứu vậy nó chết luôn rồi yeah quái ôi tới tới giờ chơi đó rồi trời ơi mày quá ho đi về tụi bay ơi đi về lại ôi cái gì vậy vàng rơi vàng rơi nè vậy là mỗi lần mình thử thách làm cái gọi là cái mê cung đó xong mình sẽ được tiền sao? Ồ vậy cũng được cũng được. Ai cần nghĩ nên mang về đi anh em coi nhiều cũng nhiều tiền ai mang về anh em ơi. Ai 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 đi ai đi ai đi. Ơi các bạn ơi, các bạn nào muốn mình gọi là tham gia những cái mê cung nào nữa thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Như là mê cung gọi là Chainsaw Man nè, mê cung gọi là những cái con quái vật khác đừng quên bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ đi. Bye bye.